tên họ tô nhà ngươi mùm mép ngậm toàn phân ngươi ngậm máu phun người nên ra ta tuyệt đối không khi quân phạm thượng hiên viên dĩnh quát lớn đủ rồi đừng cãi nữa trước mặt mọi người còn ra thể thống gì xong cô ta quay sang ra lệnh cho thuộc hạ tiểu vu người ra ngoài xem một chuyến những lời tô vân lan nói có là thật không vâng công chúa là thật hay không cha rồi sẽ rõ còn nữa xin đinh tiêu thư chú ý thân phận của mình đừng nói sảng bậy he he công chúa vẫn đứng về phía ta không lâu sau vu quản sứ mang một chiếc quốc bên ngoài và đi vào bẩm báo công chúa Tô công tử nói không sai, những dụng cụ làm nông của nông dân đều là từ tinh thiết đen chế thành, không, không thể nào. Xin công chúa xem qua, kiểm tra chiếc quốc này một hồi thì hiên viên dĩ ngạc nhiên, màu sắc này đúng là tinh thiết đen rồi. Sau ném chiếc quốc đó về phía Ninh Vũ Nhi, ngươi tự mình xem đi. Đây, đây sao có thể? Cô ta toát mồ hôi hột thầm nghĩ, đúng là tinh thiết đen thật, sao lại thành ra như thế? ở đâu ra nhiều tinh thiết đen như vậy? Là à công chúa tiện nhân này cùng với tên vô dụng Tô Vân Lan kia muốn bẫy ta? ninh vũ nhi liền quỳ xuống dập đầu tạ tội là ninh gia ta điều tra không kỹ đã phạm sai lầm lớn vũ nhi cầu xin công chúa trách tội cứ nhận sai trước sau đó đợi phong ba qua đi mới kiếm chuyện với đôi cầu nam nữ này sau tô vân lan đi đến trước mặt ả à ta cả khịa tiếp ái chà trà. ninh vũ nhi uy phong ngạo mạn năm xưa đi đâu mất rồi nhỉ sao giờ lại giống như một con chó ngắc ngoài đáng thương thế chứ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong ninh cô nương cô cũng không còn được như ngày xưa nữa tên khốn năm xưa ngươi cũng chỉ là một con chó dưới trứng của bổn tiểu thư giờ cả gan dám nhảy lên đầu ta ngồi không làm gì được à kia, ta sẽ không làm gì được ngươi, chi bằng độc chết ngươi ở đây vậy. Bất ngờ Tô Vân Lan ngoảnh mặt lại lườm Vũ Nhi khiến cô ta giật mình. Hửm, sao hắn lại quay lại đây rồi? Anh ta đi đến giẫm mạnh vào tay Vũ Nhi khiến cô ta đau đớn mà thả con dao nhỏ trong tay ra. "Để ta xem xem, ngươi đang giấu thứ gì?" Tô Vân Lan ngồi xuống nhặt con dao nhỏ đó lên. Cười đắc ý nhìn cô ta nói tiếp, "Ái chà, gan to quá nhỉ, Ninh tiểu thư giấu một cây tiêu độc trong tay là muốn hành thích công chúa sao hả?" "Ngươi, ngậm máu phun người." ta chỉ muốn giết chết tên khốn như ngươi mà thôi ngu xuẩn hành thích bổn phò mã chính là phạm đại tội người đâu nhốt tiện nhân muốn hành thích bổn phò mã này vào thiên lao đợi không dám tư xử lý ninh vũ nhi cay cú tô vân lan tên khốn chó cậy thế chủ nhà ngươi đợi đấy ngươi sẽ không chết yên đâu sẽ có một ngày ta sẽ lấy mạng chó của ngươi xí bà điên ngươi còn không giữ được mạng mình còn có tâm trạng ở đây nói ngông hiên viên dĩnh lúc này hỏi tô vân lan chuyện này chắc hẳn có liên quan đến hoàng phấn thổ của ngươi sao tô vân lan đáp đúng vậy đại công chúa minh giám tô mỗ hiểu được một số thuật luyện kim có thể chiết xuất tinh thiết đen ra khỏi hoàng phấn thổ ngoài ra trong con dao đó còn trộn thêm ô thiết cho nên tất nhiên sẽ tốt hơn tinh thiết đen thông thường tên này quả nhiên không thể xem thường hắn tô vân lan cho thuộc hạ vác vào một chiếc tủ gì đó đúng rồi ở đây ta còn chuẩn bị thêm cho công chúa một món lễ vật tô mỗ biết mình không thể xứng với công chúa cũng biết công chúa trước giờ không thích son phấn đám thuộc hạ vừa mở ra thì ánh sáng phát ra từ bên trong chói lóa lạ thường ngươi đây là Bên trong là một bộ áo giáp vàng chóe, Kim Phụng Lưu Ly giáp này là dùng nguyên liệu thượng đẳng hơn cả tinh thiết đen để chế thành, là thay cho tấm lòng của Tô Mỗ, cũng là của hồi môn để nghênh cưới công chúa, mong công chúa chấp nhận. Hiên Viên Dĩnh ngạc nhiên, cái gì? Của, của hồi môn? Hắn dám. Tô Mỗ còn có một thỉnh cầu, ngươi nói đi. Nếu đại hạn Tây Bắc kết thúc, công việc khôi phục lại Tây Bắc chắc chắn vô cùng khó khăn. Tô Mỗ hy vọng công chúa có thể ở trong ngày thành thân, khẩn xin bệ hạ đại xá thiên hạ, và cho những tù nhân được tự do tham gia hỗ trợ khôi phục Tây Bắc hắn nghe hắn nói như thế công việc xây dựng kênh đào cho tây bắc chắc chắn cần rất nhiều nhân lực hiên viên dĩnh vui vẻ trả lời được ta đồng ý với ngươi không lâu sau tại thiên lao của triều đình thì có một thế lực nào đó mở khai cửa không gian ra và bước về trước phòng giam của ninh vũ nhi cô ta bất ngờ hỏi ngay này ngươi là gia gia người đến cứu ta sao nhanh đưa ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này vũ nhi à lần này ngươi quá kích động tội ác còn có dây dưa với hoàng gia ta không cứu nổi ngươi chỉ đành đính hôn ngươi cho tam đệ đệ của hoàng đế là tiền vương gia tiền vương ra trời sinh háo sắc ngươi chỉ có thể đến đó làm tiểu thiếp thứ 38 của ông ta mới được miễn tội ninh vũ nhi không chịu cũng phải cố chịu đựng mà đến làm tiểu thiếp cho tiền vương gia cô ta phải liếm ngón chân cho hắn tại sao tại sao cuối cùng lại biến thành thế này ta là thiên tri kiều tử ninh vũ nhi chỉ đành gả cho con heo này tô vân lam ta muốn ngươi không được chết yên ổn hi 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 thoải mái quá tiền vương ta muốn gọi ninh vũ nhi ngươi là chó mẹ mạnh nhất ban thưởng cho ngươi một cái xoa đầu sủa một tiếng đi ninh vũ nhi cũng chấp nhận mà sủa gâu gâu chuyển cảnh một nơi khác thì tiếng kèn chống pháo mừng chúc mừng lễ đám cưới của tô vân lan và hiên viên dĩnh được diễn ra cảm ơn mọi người đã đến tham gia hôn lễ của hai ta nhị hoàng tử cũng đến chúc mừng hai người bọn họ còn có cả thất hoàng tử đến chúc mừng ngự thiện phòng bành đại nhân đến chúc mừng tiền vương gia mang theo ninh vũ nhi phu nhân đến chúc mừng tô vân lan nghe thấy thế thầm nhủ ninh vũ nhi sao cô ta ra khỏi thiên lao rồi sao còn tự bán thân mình để thoát khỏi cái chết nực cười ninh vũ nhi từ xa đứng nhìn hai người họ thành hôn mà trong lòng cay cú không nguôi dựa vào cái gì tên cầu hạ nhân tô vân lan cũng phong quang hơn cả ta trật đường công công mang thánh chỉ đến phò mã tô vân lan tiếp chỉ ngày đại hôn của công chúa truyền ý chỉ của trầm ban cho công chúa ngàn lượng hoàng kim tơ lụa trăm thất ngọc như ý soi đêm phò mã tô vân lan có công trị hạn hán lại có tài rèn sắt thưởng cho một núi quạng ngoại ô trăm gian cửa tiệm phụ trách cung cầu quân bị quân đội tô vân lan quỳ xuống tiếp chỉ thần tạ chủ long ân ninh vũ nhi cảm thấy không can tâm tô vân lam những thứ đó vốn dĩ thuộc về ta cướp hết toàn bộ của ta còn hại ta vào ngục chịu nạn, không thể nhịn nữa. Đường Đường là đại công chúa Đường quốc, lại gả cho một gia đình nhân phẩm có vấn đề, thực sự là buồn cười. Các ngươi đừng thấy hắn phong quang như bây giờ, khi đó ở trong bí cảnh, ta đã tận mắt chứng kiến hắn bỏ lại ta và cả Lâm Phong một mình chạy trốn. Hừ, đã đến quang cảnh này rồi mà vẫn còn hãm hại ta, chó chẳng sửa được tật ăn cớt. Đám người bên ngoài hưởng ứng Vũ Nhi liền nói theo, đúng vậy, ngươi đừng chỉ thấy tiểu tử này giống phải vẫn cứ chó ở rể trong phủ công chúa. Hắn ngày xưa chỉ là một gia đình hạ tiện thôi, Ninh tiểu thư này vốn dĩ có hôn ước với hắn cũng là bị tên gia hỏa của thế lực này đạp đổ. Đường Lễ cảm thấy lo lắng liền đến hỏi Tô Vân Lan, "Đám điêu dân này, tỷ phu, bây giờ phải làm sao?" Tô Vân Lan đáp, "Không vội, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển được." Chợt có tiếng gọi hốt hãi bên ngoài chạy vào, "Không hay rồi." Phò Mã đại nhân, đột nhiên ở bên ngoài phủ Phò Mã có rất nhiều nông dân bách tính đến, nói là nhất định phải gặp được Tô Phò Mã. "Ồ, điểm mặt chỉ tên muốn gặp ta sao?" Ninh Vũ Nhi cười đắc ý, "Ừ, nhìn đi, chắc chắn là đến để gây chuyện." mắt nhìn của bách tính đều sáng như tuyết đấy có kịch hay xem rồi hiên viên dĩnh quát được rồi yên lặng ồn ào thế còn ra thể thống gì chúng ta đi gặp những bách tính này xem có phải gây chuyện hay không gặp sẽ biết thôi công chúa phủ ta làm được chịu được bên ngoài phủ công chúa bây giờ có rất nhiều thường dân người thì cầm quốc người thì cầm cào cầm sảnh hô hét nháo nhào biến hết ra cho ra ra phải vào tìm phò mã tô vân lan tránh ra tránh ra phò mã đâu lão tử con mợ nó muốn gặp phò mã phò mã đâu bọn ta muốn tìm phò mã tô vân lan Ninh Vũ Nhi cười thích thú, "Hê hey hê, hey, không ngờ lại có nhiều người như vậy đến kiếm chuyện. Nhìn xem, phò mã đại nhân của chúng ta, người đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi, khiến cho người người đều cán trách." Tô Vân Lan đi ra liền nói với bọn họ, "Các vị hương thân, không biết mọi người hôm nay đến tìm ta có chuyện gì không? Đây chính là phò mã Tô Vân Lan sao, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi." Mọi người vui mừng hò reo, "Ha ha, tìm thấy chính chủ rồi. Mọi người, đây chính là phò mã Tô Vân Lan." Mọi người chợt quỳ xuống trước mặt Tô Vân Lan đa tạ tô phò mã đã ban quần áo vật dụng cho chúng ta tô phò mã quả là bồ tát sống mà ninh vũ nhi kinh ngạc cái gì mấy người này không phải đến gây sự sao lợi hại tỷ phu thật là đỉnh hóa ra là như vậy chư vị tương thân mau mau đứng dậy đi tô mỗ chỉ làm đúng trọng trách của mình mà thôi đám người nghèo chúng tôi cũng có chút đồ gọi là quà biếu tặng bọn họ vận chuyển vào một thùng đồ gì đó đây là dương vật của một con voi không lồ mà chúng ta vô tình bắt được ở tây vực nghe nói công chúa chính là nữ cao thủ đệ nhất của thế hệ thanh niên chắc là thân thể người phàm của phò mã khó mà chịu đựng được. Bọn ta mang vật bổ khổng lồ này cho ngài, có nó rồi ngài sẽ trở thành nam nhân mạnh mẽ nhất thiên hạ này. Hơn nữa phò mã còn tiêu diệt ác nhân Ninh Vũ Nhi, năm đó cô ta bán y phục dụng cụ cho bọn ta với giá tăng gấp 10 lần, thật sự đúng là ma quỷ hút máu mà. Ninh Vũ Nhi nghe nói đến tên mình liền phản biện, ngươi, đám tiện nhân các ngươi. Tô Vân Lan liền quay sang cà khịa cô ta, thú vị, ác nhân thật sự lại đi vu hại cho người tốt, Ninh tiểu thư một tay vừa đánh trống vừa la làng, thật là lươn lẹo mà. Ha 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 ha, vậy thì sao? một đám tiện dân thôi mà hôm nay ta sẽ lấy cái mạng chó tô vân lan nhà ngươi ninh vũ nhi rút kiếm ra lao nhanh đến bất ngờ đấm thẳng về phía tô vân lan đi chết đi hiên viên dĩnh nhanh như chớp đã kịp tới đánh văng kiếm của cô ta dĩnh nhi là cô tới cứu ta sao ninh vũ nhi quát tô vân lan ngươi là đồ phế vật núp sau lưng đàn bà cút ra đây cho ta tại hôn lễ của ta mà ngươi dám hỗ sực như thế tội chết có thể miễn tội sống khó mà thoát nhắc kiếm này tước đi 17 năm tu công lực của ngươi đây là sự trừng phạt Hiên Viên Dĩnh một kiếm chém thẳng về phía Ninh Vũ Nhi chém đôi từ giữa mặt cô ta xuống bên dưới, bách đào khai. Ninh Vũ Nhi người phun đầy máu ngã ra đất. Đại công chúa không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, mười mấy năm tu vi của Ninh Vũ Nhi thế mà một kiếm cũng không chịu nổi. Đáng sợ như thế sức mạnh này sợ là có thể tranh hùng với các bậc tiền bối. Tam Vương gia đi đến và đưa tay nắm lấy đầu của Ninh Vũ Nhi và đưa lên. Mà nó, con chó cái, ông đây dân mày đi tham gia hôn lễ của cháu gái, vậy mà cái con nô tỳ này dám làm chuyện xấu, quay về xem tao xử lý mày thế nào đây thật là thứ vô dụng làm ta mất mặt cút ra khỏi nhà cho tao hắn ta kéo lên ninh vũ nhi rời đi tô vân lam thiệt là đã cái nư ninh vũ nhi tất cả những chuyện ninh ra làm năm đó ta đều trả lại cho ngươi còn tất cả những kẻ khác hại ta năm đó ta sẽ lôi bọn chúng ra trả từng thứ từng thứ một trên đỉnh phật tổ của ma giáo thì ma tôn cuối cùng cũng đã xuất thế ma uy cái thế võ lâm bá chủ thiên thu muôn đời thống nhất giang hồ chúc mừng ma tôn đại nhân xuất quan một tên thuộc hạ liền bẩm báo ma tôn đại nhân trong thời kỳ bế quan của ngài tam thiếu gia tô vân lan đã chống lại hôn ước mà ngài đã định trước không những chống lại hôn ước với ninh gia còn tính kế ở rể con gái nuôi của ngài đường dĩnh bây giờ cả giang hồ đều đồn rằng con của ngài đều là gian dâm con cãi lời cha tỷ đệ loạn luân ta tôn uy phong sừng sững nói thú vị tàn dư của tô thị vân lan còn có tâm cơ như thế sao xong ông ta ra lệnh cho đám thuộc hạ đem tô vân lan đến gặp ông ta xin tuân lệnh ma tôn chuyển cảnh về hầu phủ của tam dương ra thì ông ta lúc này đang chơi bịt mắt bắt dê cùng với mấy em sinh tươi của mình he hơ ai nấy cũng nõn nà nhỉ để nô ra đeo bịt mắt cho vương ra nhé. Nào tới bắt chúng tôi đi, bắt được chúng tôi sẽ giải quyết cho ngài, he hơ, thế ta để đây. Xong ông ta bóp phải vếu của một em gậy nào đó. Ông ta thích thú mà xoa xoa, ái chả, là nàng nào chạy chậm quá đấy. Thật mềm mại, ta thích, tối nay sẽ, tam đương ra từ từ mở miếng vãi che mặt ra thì má đủ. Đó chính là Ninh Vũ Nhi, khuôn mặt của cô ta bây giờ không khác nào một con quỷ ăn thịt người. Cái lùng má nó chớ, tam đương ra sợ hãi tột độ. Không lâu sau, ông ta đã bị sát hại và các thị vệ đã đến kiểm tra thi thể người chết chính là đệ đệ ruột của đường kim thánh thượng mau rửa sạch mắt cho ta không được bỏ sót một chút manh mối khuôn mặt và vùng ngực của người chết đều bị để lại một vết cắn rất lớn trên vết cắn đó chúng tôi kiểm tra được một lượng lớn nước bọt của yêu quái có thể quyết định sơ bộ chuyện này là do yêu quái hành hung giết người yêu quái cải trang thành kỹ nữ lẻn vào vương phủ hành đông quá trình bản án rất đơn giản bởi vì yêu quái là tử thi không có nội lực nên không bị đại nội cao thủ trong vương phủ phát hiện đại nhân quá trình án kiện rất đơn giản nhưng mà có ai có thể khấu chế yêu quái chứ? Người nói có phải hôm qua, ma giáo vào thành làm không? Suy đoán này cũng ghi vào đi, sau này đem số này trình lên thánh thượng. Vâng, đại nhân. Chuyển cảnh sang phủ cô chúa thì một nha hoàn hớt hãi chạy vào báo tin. Điện hạ không hay rồi. Phò mã, phò mã bị cha nuôi ngài ấy tóm đi rồi. Hiên viên dĩnh thì vừa trải qua một đêm ố rẻ nên y phục vẫn chưa mặc vào. Cái gì chứ? Ma tôn sao? Không ngờ, mới chỉ qua đại hôn một đêm, ma tôn đã đích thân đến cửa hỏi tội rồi. Tiểu vân Chải tóc cho ta ta phải mau chóng đi gặp ma tôn vâng điện hạ phòng của tô vân lan thì anh ta đã bị các ám vệ của ma tôn bắt giữ thả ta ra các người là ai bắt phò mã ở phủ công chúa các ngươi thật quá to gan đấy xí thiên phòng của công chúa khi nào mà có nhiều người thế này chứ nhìn trang phục các ngươi là ma giáo sao đại thủy trùng liễu long vương miếu chúng ma giáo các người bắt tam công tử ta làm gì một tên liền đứng ra hỏi tô vân lan ngươi chống lại hôn sự mà ma tôn đã định ngươi có biết tội không tô vân lan trả lời làm ơn đó là kết hôn sao hả đó muốn lấy mạng ta thì đúng hơn ninh vũ nhi muốn tính mạng của ta còn không cho ta phản kháng lại sao hừ chuyện này khoan bàn tới hôm nay bắt ngươi là vì ngươi đã phạm một lỗi lầm lớn hơn hắn ta lấy ra một tờ thánh chỉ và đưa cho tô vân lan mau xem bản án hoàng cung truyền đến ma giáo chúng ta từ sáng sớm này trong thánh chỉ có ghi rõ tháng 3 ngày 7, cũng chính là tối qua vương gia đường bảo tiền đã chết sao tô vân lan sững sốt cái gì chứ tướng công mộc của ninh vũ nhi chết rồi còn là bị ma vật cắn chết cái này ơ ờ, cái này đêm qua vương gia chết là chuyện đại sự nhưng có liên quan gì đến ta chứ đương nhiên có liên quan tới ngươi đám ám vệ này liền lui ra cho ma ma tôn bước vào vân lan kẻ tàn dư của tô thị hậu duệ của tộc cửu u thông linh người chết chính là kẻ thù của ngươi ngươi dám nói không liên quan tới ngươi hà phụ phụ thân hài nhi cuối cùng cũng được gặp ngươi lần nữa tên cận vệ bên cạnh liền thêm dầu và lửa hứ giờ muốn định bợ nghĩa phụ của ngươi rồi à muộn rồi lúc ngươi chống lại hôn ước của ma tôn ngươi đã chết chắc rồi à ngươi là gia gia của ninh vũ như sao tô vân lan thở dài ninh gia gia cánh đã bị phá hoại tàn đảng lại còn muốn gây chuyện thị phi lần này ta nhất định phải diệt cả tộc nhà ngươi huống hồ ngươi là người của tộc cửu u thông linh không chế ma vật chính là năng lực đặc hữu của tộc các ngươi ngươi điều khiển ma vật tấn công chứ ngươi ra thì còn ai làm được chứ tên khốn hiểu biết cũng nhiều quá đấy không biết hắn có phải đang chơi ta không lúc này có một người chen ngang ta thì không cho là như thế ừm hành vi dạo này của vân lan không giống như những kẻ ngu ngốc cũng không giống như sẽ làm ra chuyện khinh suất như vậy. Người này chính là tả sứ ma giáo, Mộng Kha. Ta cảm thấy vụ án này còn những điều chưa chắc chắn, không thể ép buộc Vân Lan nhận án rồi bỏ mặc thế được. Vân Lan đa tạ Mộng Kha Pháp Vương đã nói giúp. Tốt quá rồi, là Mộng Kha thúc thúc. Mộng Kha thúc thúc là tâm phúc của phụ thân từ khi ông ấy bắt đầu kế lập ma giáo. Có ông ấy nói giúp, nói không chừng còn có thể xoay chuyển được. Bây giờ có thêm một giọng nói khác vang lên. Ta có thể chứng minh Tô Vân Lan vô tội. Đêm qua chàng ấy ở chung một phòng với con hiên viên dĩnh và hai nha hoàng mở cửa bước vào phụ thân tô vân lan chàng ấy đêm qua chàng ấy ở chung một phòng với con căn bản không có cơ hội làm ra những chuyện giết người đó dĩnh dĩnh nhi đám ám vệ bên này tỏ vẻ thích thú đúng vậy xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng tô vân lan này đêm qua mãi cưỡi trên lưng quạng vũ khí của hắn cứng nhắc cả đêm thực sự làm gì còn hứng đi giết người chứ ma vương lên tiếng nói ha thú vị lắm nói như thế ngươi có thể được trong sạch rồi sao ma tôn đại nhân không thể như thế mà tha cho tiểu tử này được tô vân lan phản đam lão ta ngay ái trà trà nên lão ra thật là hùng hổ quá đấy nhưng mà ngươi cùng với người ta có thủ giống như một con chó để cho ta ngồi lên ấy lấy tư cách gì chỉ tội ta ngươi ông ta cây cú đưa bộ vuốt sắt nhọn của mình lên định chơi xanh chín tô vân lan luôn thì ma tôn ngăn lại đủ rồi ta không phải tới nghe các ngươi cãi nhau tô thị vân lan ta không phải đến nghe ngươi giải thích ngươi có giết người hay không có giết người không quan trọng ta đến giết người trị tội không sợ rèm pha không cần chứng cứ chỉ cần giết được ngươi ô tô vân lan từ từ đứng dậy thật là bá đạo phụ thân à phụ thần mấy năm nay người đã trải qua những gì đã như thế tô vân lan này không còn gì để nói nhưng mà hiện giờ ta tốt gì cũng là phò mã của đế quốc tiểu lão đầu cho ta cơ hội bảy ngày ta sẽ tìm ra được hung thủ giết người thật sự ám vệ bên ngoài nghe tô vân lan nói thế bàn tán xôn xao cái gì thẳng nhãi này dám xưng hô với ma tôn như thế à to gan giết thắng nhãi đó cho ta tiểu lão đầu sao trong hồi ức sâu thẳm trong đầu ma tôn bây giờ hiện ra và một lần lúc còn nhỏ Tô Vân Lan có đi câu cá cùng Ma Tôn, Tô Vân Lan lúc đó quay sang nói với ông ta, phụ thân, phụ thân, câu cá chán lắm, chúng ta đi ngắm hoa khôi trên đường đi. Ông ta cười đáp, nhóc con này, câu cá giúp tu dưỡng tâm tính, thể hiện chút khí chất công tử cao quý của con ra cho ta xem nào. Phụ thân thật nhàn chán, rõ ràng còn trẻ thế mà tác phong cứ như một ông già. Con quyết định rồi, sau này người dạy con con sẽ gọi người là tiểu lão đầu, ông già. Ăn đòn bây giờ, không biết lớn nhỏ, mau ngoan ngoãn gọi cha, thú vị đây vậy thì đợi ngươi 7 ngày đến lúc đó không tìm được hung thủ thật sự thì ngươi tự sát để mà tạ tội gì ma tôn đại nhân cái này tô vân lan xin tuân mệnh xong ma tôn ra lệnh hà yến mấy ngày tới ngươi hãy đi theo tô vân lan trong chừng nó không cho nó giở trò và cũng bảo vệ nó đừng để kẻ khác giở trò hại chết nó thuộc hạ nhận lệnh hứa này chính là giám sát sứ của ma giáo hà yến chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng của giáo chủ là hà yến tốt quá đây là người bạn chỉ cốt chơi chung từ nhỏ đến lớn với kiếp trước trước của mình đi cùng với người bạn đã từng rất thân thì cũng tiện hơn nhiều sau đó thì tô vân lan được thả ra và trở về phủ công chúa sau một hồi nghe anh ta kể chuyện về bản thân mình thì hiên viên dĩnh thắc mắc hỏi vậy nên chàng là người của tộc cửu u thông linh gì đó thật sao tô vân lan bĩnh tĩnh trả lời đúng vậy ninh gia cũng nhắm trúng thể chất này của ta nên mới tóm lấy ta chết cũng không chịu buông nhưng bây giờ chàng đã hứa với nghĩa phụ là trong vòng 7 ngày phải tìm được hung thủ thật sự thời gian ngắn như vậy sao có thể cảm ơn nàng dĩnh nhi không sao đâu Ta bị kẻ khác nhắm trúng rồi, huống hồ còn không biết kẻ địch là ai. Cho dù lần này chàng thoát được kiếp này thì sau này hắn vẫn sẽ tiếp tục ra tay hãm hại chàng. Chi bằng lần này làm một lần cho tới, giết trừ hắn, để không còn hậu họa. Quân tử báo thù, 10 năm trừ muộn. Nhưng Vân Lan ta mà báo thù, là chỉ có từ sớm tới muộn thôi. Phía bên sườn dốc chúng ma ở khu núi hoang thành thì đám ma vật vẫn đang tụ tập xung quanh khu rừng. Hạ Yến đang quan sát bọn chúng từ xa, "Ừm, ở đây có tướng quân ma vật mà ngươi muốn tìm, Tô Vân Lan, tiếp theo ngươi làm thế nào?" Tô Vân Lan đưa tay vỗ mông Hà Yến cái bếp. Tiếp theo cứ giao cho ta, người trốn sau lưng ta được rồi. Ngươi, tên biến thái nhà ngươi muốn làm gì? À, xin lỗi, ta bị trượt tay. Thiệt tình, kiếp trước trước của mình thích vỗ mông tên này nên bất giác mất tự chủ. Sau đó Tô Vân Lan đi đến phía trên sườn núi và đưa tay ra chụm thành hình tam giác thi triển cửu u cộng hồn thuật. Bây giờ bắt đầu điều tra từ chỗ này vậy. Tô Vân Lan liền nhập thần hồn vào thân thể của ma vật tướng quân và hỏi đám ma vật kia. Bây giờ nói ta biết những gì các ngươi nghe được thấy được của tháng này. Có kẻ đang giật dây các người. Làm vài chuyện xấu sao. Chuyển cảnh khu núi hoàng thành thì Tô Vân Lan vẫn đang tra hỏi lũ ma vật kia. Không có, vậy mà lại không có gì cả. Trong mảng ký ức của những ma vật này, không hề có ký ức vào thành giết người. Nhưng ninh ra lại tố cáo là do ta giật dây. Không lẽ, kẻ gây án không phải ma vật sao? Sáng hôm sau, Tô Vân Lan và Hà Yến trở về tại phủ công chúa. Hà Yến đang dìu Tô Vân Lan đi vào. Phiền ngươi rồi, dùng thuật cộng hồn lâu quá nên hơi mệt đợi về tới thì bảo công chúa bồi bổ cho ngươi đi đừng làm công chúa bị chậm trễ thấy hiên viên dĩnh đang đứng đợi ở trước cửa thì tô vân lan liền chào ôi là dĩnh nhi dĩnh nhi không ngờ nàng lại thức suốt đêm đợi ta về ta vui quá cô ta cay cú khi nhìn thấy tô vân lan và khứa hà kiến kia có vẻ rất thân mật nên liền xoay người vào trong hai người tư tìm phòng nào đó mà nghỉ ngơi đi hừ nghĩ nhiều rồi ta chỉ ra ngoài tản bộ thôi dĩnh nhi không lẽ tô vân lan khua tay giải thích dĩnh nhi đợi ta với không phải nàng ghen rồi đó chứ dĩ nhi ngốc ngươi mới ghen đó cả nhà ngươi đều ghen cả ha 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 nghe ta giải thích đi tô vân lan giải thích thật ra hà yến là nam nhân cho dù ta với hắn có trần trùng ngủ chung với nhau thì cũng chỉ là hai tên đàn ông thân mật xí thôi nàng xem hắn vào nhà xí cho nam nhân kìa hắn ta trông cứ như nữ nhân ấy nhưng thật sự là một nam nhân chính hiệu á à đù nàn ý trên đời này có nam nhân như vậy thật ư vậy nên trong lòng ta chỉ có duy nhất mình nàng đừng có ghen vì một gã đàn ông nhé ta à, ta biết rồi à, đúng rồi ta còn chuyện phải nói với chàng hửm ừ, lại xảy ra chuyện gì sao hiên viên dĩnh đưa tô vân lan đến một quán trọ gần đó mọi người ở đây đều đang bàn tán xôn xao nghe nói gì chưa lại có một hoàng thân quốc thích nữa chết đó nghe đồn là chuyện tốt do tô phò mã của tộc cửu u thông linh làm nghe nói là do công chúa đường dĩnh sai khiến bảo tên cẩu tặc tô vân lan giết hại hoàng thân quốc thích cuối cùng chỉ còn lại một mình ả à ta là hoàng tộc thì có thể là người kế tiếp lên ngôi hoàng đế rồi hừ đôi cầu nam nữ này đúng là ác độc không ngờ mà hiên viên dĩnh nói với tô vân lan tối qua hai người ra ngoài thành điều tra vụ án hoàng thúc đường Mộ quốc cũng đã bị ma vật giết rồi đến hôm nay thì khắp thành toàn là mấy lời đồn nhảm nhí này hừ cái đám dân ngu dốt bảo sao hay vậy này đúng là ăn no rừng mỡ không biết làm gì chỉ biết đi đồn linh tinh không sao không cần so đo với chúng ta tin là chàng không hề làm chuyện này ta sẽ là hậu thuẫn cuối cùng cho chàng hơn nữa ta còn có một đội lính tinh nhuệ bách chiến cũng sẽ cho chàng để làm thuộc hạ đi điều tra vụ này tô vân lan xúc động nhìn hiên viên dĩnh chiều mến dĩnh nhi cảm ơn nàng dĩnh nhi vậy tiếp theo hãy để đôi phu thê chúng dần dần vén bức màn của hung thủ này lên đi sáng hôm sau tại phủ công chúa thì khi tô vân lan đang say sưa gặm chiếc đùi gà thì hà yến đi vào và nói với anh ta tô vân lan mới sang sớm ra ngươi lại lấy dụng cụ làm nông tặng cho người dân lại đi vào thành mua đùi gà với bánh bao ngươi ngại mình sống lâu à phái tinh binh công chúa cho người đi làm mấy chuyện này lãng phí nhân tài đấy được rồi được rồi ta đã mua đùi gà của túy tiên lâu cho người đấy đây sao có thể gọi là lãng phí nhân tài được chứ nghe nói như thế thì hà yến hai mắt sáng rỡ chảy nước miếng oa wow là là đùi gà của túy tiên lâu ngươi biết ta thích ăn cái này à hiểu rõ sở thích của ta như vậy không lẽ là bị ta mê hoặc rồi sao phát diêu cút đi ông đây không có hứng thú với nam giả nữ ha 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 phản ứng của ngươi giống hệt huynh đệ tốt nhất trước đây của ta đấy đó là đương nhiên trừ lớp ra ra ta chính là huynh đệ tốt nhất của ngươi đấy còn nữa hà yến hai ngày sau cùng ta đến dinh phủ an lạc công cùng ta hai ngày sau là đến kỳ hạn kết án rồi đến đó làm gì đi rồi ngươi sẽ biết tối hai hôm sau đó tại phủ an lạc công tô vân lan và hà yến đến gặp em họ của hoàng đế an lạc công ha 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 phò mã ra lâu rồi không gặp nửa đêm nửa hôn thần thần bí bí đến chỗ ta có việc gì vậy hả tô vân lan và hà yến cung kính bái kiến ông ta ha ha đương nhiên là có chuyện vô cùng tốt rồi an lạc công tô mỗ có chút quà an lạc công nhìn hà yến chảy nước dãi ôi trời phò mã dẫn theo người đẹp thế này đến chơi quả thực là chuyện tốt hà yến cay cú địch ông là đàn ông biết thực nghe ha 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 an vương nói đùa rồi đây là huynh đệ của ta đàn ông chính hiệu đấy người chúng ta chơi hôm nay còn chưa đến đâu ừm vậy à được rồi phò mã và vị tiểu huynh đệ này vào phòng trước đi lúc này sau lưng tô vân lan và hà yến từ đâu xuất hiện rất nhiều ma vật và ồ ạt lao về phía bọn họ đây đây là ồ coi như đến đủ cả rồi vương gia tối nay bọn ta chơi với chúng chút nhé địch mợ muốn chơi thì ngài tự chơi với mấy ma vật này đi ông không chơi hà yến ngạc nhiên hỏi tô vân lan đây sao ngươi biết tối nay bọn chúng sẽ đến đây anh ta cười đáp, thế thì phải nói đến hai ngày trước. Hai ngày trước, ta mượn tinh binh của công chúa mặt ngoài thì bận đi làm nông. Thực tế là mượn thân phận nông phu di nghe ngóng tình báo. Phát hiện trong rất nhiều hoàng thân quốc thích chỉ có ngoài dinh phủ của An là công động tĩnh hạ. Sau đó ta còn phát hiện Ninh Viên Câu, ông nội của Ninh Vũ Nhi từng đến đây, vừa hay trùng khớp với suy đoán của ta. Cuối cùng, ta mới giả vờ đi mua đùi gà, thực chất là để giành được liên hệ dùng người đẹp có được lời mời của hắn. Có được kết quả chính xác rồi, hôm nay chúng ta đã đến đây. Ồ, thì ra là vậy tới đây tóm lấy tên đầu sỏ của vụ án này ninh viên câu đằng sau đi đến hắn ta cười đắc ý ha ha tô vân lan ngươi tính kế giỏi làm sao nhưng đứng trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là một tên khôn lỏi thôi ninh viên câu ra lệnh cho đám ma vật thuộc hạ lên nghiền nát chúng cho ta hà yến chăm sóc cơ thể ta cẩn thận nói xong thì tô vân lan ngất đi thân hồn của anh ta đã nhập vào một thân xác ma vật của ma vật tướng quân hà yến vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tên khốn nhà ngươi đừng đứt xích vào những lúc thế này chứ một con ma vật đang đưa bộ móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công về phía hai người họ một con ma vật khác vào từ xa lao đến tóm lấy đầu nó và cắn hấu nghiến hà yến thất kinh đây là ma vật tập kích ma vật sao một đám ma vật hoang dã dưới sự chỉ huy của tô vân lan lao vào tấn công đám ma vật của an ninh viên câu. ông ta sững sờ trước khung cảnh trước mặt ma vật tướng quân xuất hiện và đặt bàn tay của mình lên vai ninh viên câu khiến ông xã cứng đơ người ta để tinh binh đi làm việc nông trước còn có mục đích khác đó là khiến bọn họ chuyển hết tất cả ma vật ở ngoài thành giấu ở chỗ này chỉ đợi tóm gọn mẻ cá ngày hôm nay thôi. Tô Vân Lan, ngươi, ngươi có thể triệu hoán ma vật. Nhưng mà, chỉ dựa vào vài ma vật này của ngươi. Cũng muốn ngăn cản nhân khôi ta tinh luyện ra sao. Ồ, thế thì tới đi, hôm nay chúng ta đấu thử xem. Ha ha, đi giết chân thân của hắn trước đi. Tô Vân Lan nghiến răng tức giận, ngươi. Binh đoàn ma vật nhân khôi của Ninh Viên Câu lao thẳng về phía Hà Yến và chân thân của Tô Vân Lan. Sau lưng Hà Yến từ đâu lao ra rất nhiều ma vật ngăn cản bọn chúng. Ngươi coi thường ai đấy, loại dương đông kích tây thấp hèn này ta nhìn một cái là có thể nhìn thấu ngươi rồi ngươi lại giấu mai phục ở gần thân xác nhưng mà đừng tưởng là ngươi có đường lui nhé nhân khôi tướng quân tiến vào giai đoạn 2 bộc phát bộc phát nhân khôi tướng quân bùng nổ sức mạnh khủng khiếp đầy uy lực cái cái gì vậy thứ quỷ quái này còn có hai giai đoạn à nhân khôi tướng quân gầm gừ và vung nắm đấm của mình tấn công hà yến tô vân lan đã kịp thời xuất hiện vào chống đỡ đòn tấn công của nhân khôi tướng quân binh đối binh tướng đối tướng con mẹ nó ngươi giữ phép tắc chút đi tô vân lan dùng lực bóp mạnh lấy tay khôi nhân tướng quân khiến hắn đau đớn mà gầm gừ ngươi gừ con mợ nó à mà gừ tô vân lan đưa chân sút mạnh một phát vào cuốn họng khôi nhân tướng quân sấp mặt lờ gào càng lớn thực lực càng kém đây không phải ngươi bất tài sao khôi nhân tướng quân gầm gừ gồng toàn bộ sức mạnh của mình bộc phát ra đấm mạnh hai tay xuống đất mặt đất như nứt vỡ hắn ta lấy đà dậm mạnh chân xuống lao về phía tô vân lan tốc độ bàn thờ một đấm toàn lực thẳng mặt nhưng ma vật tướng quân đã nhẹ nhàng tránh được ma vật tướng quân ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị phản công tiếp theo ông sẽ không nhường nữa đâu đấy anh ta đánh thẳng một đòn chí mạng vào đầu khôi nhân tướng quân và trực tiếp nhúng đầu của hắn ta lúng xuống đất như nhúng một miếng thịt bò và nồi lẩu xong đưa tay còn lại của mình lên cao ngưng tụ hỏa lực vào cánh tay xong đánh một cú trời giáng xuống bộc phát uy lực khủng bố kết liễu khôi nhân tướng quân tưởng ngươi lợi hại thế nào ai ngờ cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi nhưng mà máu của hắn sao lại thế này quay mặt lên thì nhìn thấy khứa ninh viên câu đang ba chân bốn cẳng bỏ chạy hửng lão già kia chạy cũng nhanh nó thực lực của tên tô vân lan này mạnh quá tẩu vì là thượng sách thuật cửu u cộng hồn này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực tô vân lan chắc không chống đỡ được nữa rồi hắn đuổi không kịp đâu đám khô nhân ma vật còn sót lại bên trong này đang đưa những cánh tay run rẩy về phía ông ta mà gọi bang chủ đừng vứt bỏ ta thuốc giải thuốc giải ta không muốn trở thành hoạt tử nhân không muốn chết thi thở của bọn chúng dần dần nổ tung thành từng mảnh tô vân lan cũng không ngờ tất cả đã tự nổ cháy rồi a à, đau đầu quá sử dụng tinh thần lực vượt quá mức rồi nên quay về bản thể thôi. Không lâu sau, tại An Lạc công phủ thì Tô Vân Lan nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Tô Vân Lan, Tô Vân Lan, ngươi tỉnh lại đi. Tốt quá rồi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Hà, Hà Yến, là ngươi hà? Tô Vân Lan liền hỏi Hà Yến, ta hôn mê bao lâu rồi? Hắn ta liền đáp, cũng chưa được bao lâu, chắc là một khắc. Hà Yến, ngươi biết mấy thứ này là gì không? Ừm, nếu như không nhìn nhầm thì chắc là cầu an tề. Cầu an tề của Yên Quy Phái, hoặc tử nhân, Thao thi cốt là một loại kỹ thuật luyện chế thi khôi đặc biệt. Dùng người sống chơi đùa thành xác chết, kỹ thuật này thật sự quá ghê tởm. Ơi cái lệnh bài này là lệnh bài thân tộc của Ninh gia. Lão già Ninh Nguyên câu kia, đến thân tộc của mình cũng dám luyện thành hoạt tử nhân, mất trí rồi. Ngươi bảo người tới giữ lại mấy cái xác hoạt tử nhân này cho tốt, ngày mai ta phải mang theo mấy thứ này đi tìm Ma Tôn, giao cho ta đi. Sáng sớm ngày hôm sau Tô Vân Lan trở về phủ công chúa để gặp Hiên Viên Dĩnh, anh ta cười lớn, hôm qua tướng công của nàng đã làm được một chuyện lớn, trừ hại cho dân. Hừ, không tin à? Hà Yến quan sát toàn bộ quá trình đó, có phải không Hà Hà Yến. Hà Yến lấy ra một lá thư và đưa cho Tô Vân Lan, "Đừng lên mặt nữa, ngươi xem bức thư này trước đi." "Thư sao? Xảy ra chuyện gì?" Vừa mở ra đọc thì Tô Vân Lan sững sờ. Bên trong phong thư có viết dòng chữ: "Ninh Nguyên câu nổ chết ở ngoại thành."